Thi Thiên 40. Tôi kiên nhẫn trong đợi Đức Giê-hô-va. Ngài nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi. Ngài đem tôi lên khỏi hầm hủy diệt, khỏi vũng bùn lầy. Ngài đặt chân tôi trên vần đá và làm cho bước tôi vững bền. Ngài đặt nơi miệng tôi một bài ca mới, tức là sự ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta. Nhiều người sẽ thấy điều đó và kính sợ, đem lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Phước cho người nào để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, chẳng hướng lòng về kẻ kiêu ngạo hoặc đi theo bọn dối trá. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, công việc lạ lùng và những tư tưởng của Chúa đối với chúng con thật nhiều, không ai có thể so sánh với Chúa. Nếu con muốn rao truyền và thuật lại các việc ấy thì quá nhiều, không thể đếm được. Chúa không thích sinh tế hoặc tế lễ chay. Chúa không đòi tế lễ thiêu hay tế lễ chuộc tội. Nhưng Ngài đã mở tai con để nghe Ngài. Bây giờ con nói, có con đây. Trong quyển sách đã có chép về con. Lạy Đức Chúa Trời của con vui thích làm theo ý muốn Chúa. Luật pháp Chúa ở trong lòng con. Con đã rao truyền tin vui về sự công chính của Ngài. Giữa hội chúng đông đảo, thật con không thể ngậm miệng lại. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài biết điều đó. Con chẳng giấu sự công chính của Chúa trong lòng con. Con đã rao truyền sự thành tín và ơn cứu rỗi của Ngài. Con không giấu sự nhân từ và chân thật của Chúa với hội chúng đông đảo. Đức Giê-hô-va ơi, xin đừng rút lại lòng thương xót của Ngài đối với con. Nguyện sự nhân từ và chân thật của Ngài gìn giữ con luôn luôn. Vì vô số tai họa đã vây quanh con, tội ác con đã theo kịp con đến nỗi con không dám ngước mắt lên. Chúng nhiều hơn tóc trên đầu con, khiến lòng con kinh hãi. Đức Giê-hô-va ơi, xin vui lòng giải cứu con. Lạy Đức Giê-hô-va, xin mau giúp đỡ con. Xin khiến kẻ nào tìm hại mạng sống con bị bối rối và hổ thẹn. Xin khiến kẻ nào vui vẻ về sự thiệt hại con phải thối lui và bị sỉ nhục. Các kẻ nói về con, ha ha, mong chúng bị bối rối vì bị sỉ nhục. Nguyện tất cả những ai tìm cầu Chúa được vui vẻ và hoan lạc nơi Chúa. Nguyện những người yêu mến sự cứu rỗi của Chúa luôn nói rằng, Đức Giê-hô-va thật vĩ đại. Con đây là người khốn cùng và thiếu thốn, nhưng Chúa luôn nhớ đến con. Chúa là đấng giúp đỡ và giải cứu con. Đức Chúa Trời của con ơi, xin đừng chậm trễ. 1 Timôthê đoạn 4. Thánh Linh phán rõ ràng rằng trong thời kỳ cuối cùng sẽ có một số người chối bỏ đức tin, chạy theo các thần lừa dối và giáo lý của ma quỷ, bởi luận điệu đạo đức giả của những kẻ nói dối mà lương tâm đã chai lì. Họ cấm cưới gả và bắt kiêng cử các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã tạo ra cho những ai tin và hiểu biết chân lý, nhận lãnh với lòng biết ơn. Vì mọi vật do Đức Chúa Trời tạo dựng đều tốt đẹp, không có vật gì đáng loại bỏ, miễn là được tiếp nhận với lòng biết ơn. Vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được thánh hóa. Nếu con giải bày những điều này cho anh em, thì con sẽ là đầy tớ tốt của Đấng Christ Jesus, được nuôi dưỡng bằng lời của đức tin và giáo lý chân chính mà con đã tin theo. Hãy tránh xa những chuyện hoang đường phàm tục, chuyện bịa của các bà già, nhưng hãy tự luyện tập lòng tin kính. Vì sự luyện tập thân thể chỉ ít lợi đôi phần, còn sự tin kính ít lợi mọi mặt. Vì có lời hứa cho đời này và cả đời sau nữa, đó là lời chắc chắn hoàn toàn đáng tin nhận. Chúng ta khổ nhọc và tranh đấu cho điều này, vì chúng ta đã đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời hằng sống, là cứu Chúa của mọi người, đặc biệt là của những người tin. Đó là những điều con phải khuyên bảo và dạy dỗ. Đừng để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, cách cư xử, lòng yêu thương, đức tin, sự trong sạch mà làm gương cho các tín hữu. Con hãy chú trọng đến việc đọc kinh thánh trong các buổi nhóm, việc khuyên bảo và dạy dỗ cho đến khi ta đến. Đừng sao lãng ân tứ trong con, là ân tứ đã ban cho con qua lời tiên tri
khi hội đồng trưởng lão đặt tay trên con. Hãy thực hành và chú tâm vào những việc này để mọi người thấy sự tiến bộ của con. Hãy cẩn trọng với chính con và sự giảng dạy của con. Hãy kiên trì trong mọi việc đó, vì làm như vậy thì con và những người nghe con đều được cứu. Ê-sai đoạn 33. Khốn cho ngươi là kẻ hủy diệt mà chính ngươi chưa bị hủy diệt, là kẻ phản bội mà chưa bị ai phản bội. Khi ngươi ngưng hủy diệt thì ngươi sẽ bị hủy diệt, khi ngươi thôi phản bội thì ngươi sẽ bị phản bội. Lạy Đức Giê-hô-va, xin thương xót chúng con trong đợi Chúa. Xin ban sức mạnh cho chúng con mỗi buổi sáng, giải cứu chúng con trong lúc hoạn nạn. Nghe tiếng ồn ào, các dân đều chạy trốn. Khi Chúa đứng lên, các nước chạy tán loạn. Của cải các ngươi sẽ bị gom như cào cào, người ta xông vào nó như đàn châu chấu xông tới. Đức Giê-hô-va được tôn cao vì Ngài ngự trên cao. Ngài làm cho Si-on đầy dẫy công lý và sự công chính. Ngài sẽ là sự bền vững cho ngày giờ của ngươi, là sự phong phú của ơn cứu rỗi, sự khôn ngoan và tri thức. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là kho báu Ngài ban. Này, những dũng sĩ của chúng kêu la ngoài đường, các sứ giả hòa bình khóc lóc đắng cay. Đường cái hoang vắng, đường xá không người qua lại. Người ta đã phá vỡ giao ước, xem thường nhân chứng, chẳng coi ai ra gì. Đất đai than khóc và hao mòn, Liban xấu hổ và khô héo. Sharon giống như đồng hoang, Basan và Carmen trơ trụi. Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ ta sẽ đứng dậy, bây giờ ta sẽ tự tôn cao, bây giờ ta sẽ được tôn vinh. Các ngươi mang thai rơm rạ hẳn sẽ sinh ra cỏ rác. Hơi thở của các ngươi là lửa thiêu nốt mình. Các dân sẽ như voi đang bị nung, như gai đã bị chặt và đốt trong lửa. Hỡi những kẻ ở xa, hãy nghe việc ta đã làm. Hỡi những kẻ ở gần, hãy nhận biết sức mạnh của ta. Tại Si-on, bọn tội nhân kinh hãi, đám vô đạo run rẩy, chúng nói: Ai trong chúng ta có thể ở với lửa thiêu nốt? Ai trong chúng ta có thể ở với lửa cháy đời đời? Người bước theo sự công chính và nói điều chính trực, xem thường món lợi bất chính, giữ tay không nhận hối lộ, bịt tai không nghe chuyện đổ máu, nhắm mắt không nhìn việc ác. Người như thế sẽ được ở nơi cao, có đồn lũy bằng vách đá làm nơi trú ẩn. Người ấy sẽ luôn được cung cấp bánh ăn và chẳng lo thiếu nước uống. Mắt ngươi sẽ chiêm ngưỡng vua trong vẻ đẹp của Ngài, và sẽ thấy miền đất trải rộng ra xa. Lòng ngươi sẽ suy ngẫm sự kinh khiếp và tự hỏi: Các quan chức ở đâu? Kẻ thu thế ở đâu? Người kiểm tra các tháp canh ở đâu? Ngươi sẽ chẳng còn thấy dân bạo ngược ấy nữa, là dân nói tiếng xa lạ khó nghe, nói thứ tiếng không thể hiểu được. Hãy nhìn xem Si-on là thành của các kỳ đại lễ của chúng ta. Mắt ngươi sẽ thấy Jerusalem là chỗ ở yên tĩnh, là lều sẽ không còn dời đi nữa. Các cọc lều không còn bị nhổ đi, tất cả dây thần không bị đứt, vì uy nghiêm của Đức Giê-hô-va sẽ ở với chúng ta tại đó, là nơi có sông suối rộng lớn, không có thuyền chèo đi lại, chẳng có tàu lớn vượt qua. Thật, Đức Giê-hô-va là đấng phán xét của chúng ta, Đức Giê-hô-va là đấng lập pháp của chúng ta, Đức Giê-hô-va là vua của chúng ta, chính Ngài sẽ cứu rỗi chúng ta. Các dây của ngươi đã bị tháo lỏng, không thể giữ chân cột buồm và không thể dương buồm được. Bây giờ người ta sẽ chia nhau nhiều chiến lợi phẩm, ngay cả người què cũng được phần của nó. Dân cư sẽ không còn nói: Tôi bị bệnh. Người sống trong đó sẽ được tha tội. Ê-sai đoạn 34. Hỡi các nước hãy đến gần mà nghe, hỡi các dân hãy chú ý. Đất và mọi vật trên đó, thế giới và mọi vật sinh ra từ nó, hãy cùng lắng nghe.
vì Đức Giê-hô-va nổi giận chống lại mọi nước, cơn thịnh nộ Ngài giáng trên tất cả quân đội của chúng. Ngài khiến chúng bị hủy diệt, phó chúng cho cuộc tàn sát. Những kẻ bị giết của chúng sẽ bị ném bỏ, xác chết xông lên mùi hôi thối. Núi non máu chảy đầm đìa, tất cả tinh tú trên bầu trời sẽ tan tác, các tầng trời sẽ cuốn lại như cuộn sách. Tất cả tinh tú sẽ tàn lụi, như lá nho khô rơi rụng, cũng như lá vả khô rơi xuống từ cây vả. Vì gươm ta ở trên trời đã uống thỏa mãn, này, nó sẽ xuống trừng phạt Ê-đôm, dân mà ta đã phó cho sự hủy diệt để chịu phán xét. Gươm của Đức Giê-hô-va dính đầy máu, vấy đầy máu, là máu của chiên con và dê đực, mở trái cật của chiên đực, vì có một cuộc dân sinh tế cho Đức Giê-hô-va ở Bót-ra, là sự tàn sát lớn trong đất Ê-đôm. Bò rừng, bò tơ và bò đực đều ngã xuống với chúng. Đất của chúng sẽ say vì máu, bụi của chúng thấm đầy mỡ béo. Vì Đức Giê-hô-va có ngày báo thù, có năm báo trả vì cớ Si-ôn. Các sông suối Ê-đôm sẽ biến thành nhựa thông, bụi đất nó biến thành lưu huỳnh, đất đai nó trở thành nhựa thông đang cháy. Ngày đêm không bao giờ tắt, khói bay lên không dứt, đất sẽ bị bỏ hoang từ đời này sang đời kia, mãi mãi không còn ai đi qua đó. Bồ nông và nhím sẽ chiếm lấy nó, chim cú và chim quạ sẽ ở tại đó. Chúa sẽ giăng dây đo hỗn độn và dây dội trống rỗng trên nó. Giới quý tộc của nó không còn, ở đó không được gọi là vương quốc nữa. Tất cả các quan chức của nó đều không là gì cả. Gai góc sẽ mọc trên các lâu đài, bụi rậm và cỏ rác mọc lên trong các đồn lũy. Nó sẽ trở thành hang chó rừng và chỗ ở của đà điểu. Thú rừng và chó rừng sẽ gặp nhau tại đó. Loài dê ma quái hú gọi nhau, yêu quái sẽ qua đêm tại đó và tìm được cho mình một chỗ nghỉ ngơi. Chim cú sẽ làm tổ tại đó, đẻ trứng, ấp cho nở và nhóm con lại dưới bóng cánh mình. Tại đó, diều hâu cũng tụ hợp lại, trống mái có đôi. Hãy tìm trong sách Đức Giê-hô-va và đọc. Trong những thú vật ấy, không thiếu một con nào, chẳng một con nào là không đủ đôi, vì chính miệng Đức Giê-hô-va đã truyền. Và thần Ngài đã quy tụ chúng lại, chính Chúa đã bắt thăm, tay Ngài dùng dây đo chia phần cho chúng. Những thú vật ấy sẽ chiếm hữu đất này mãi, và ở đó từ đời này sang đời kia.